với cái máy phun xương tạo ẩm mà khi các bạn sử dụng cho phòng nuôi của mình ý, thì cái đầu tiên nó phải là về cái an toàn, cái thứ hai nó là cái về cái năng suất, cái thứ ba nữa là các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được điện khi mà dùng cái máy phun xương nó có nguồn điện đổi chiều như thế này, cái thứ tư nữa là cái tốc độ phun xương, và cái thứ năm nữa là cái tốc độ mà nó tản đều ra đến bên ngoài nó như thế nào cho nó phù hợp. Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đang nhìn thấy đây thì tôi đang đứng ở trong cái phòng nuôi đông trùng hạ thảo của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng. Và ở bên cạnh ngay tôi đây là cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo đã lên đến kịch nắp như thế này. Như các bạn đã biết thì đông trùng hạ thảo có rất nhiều tác dụng tốt với cơ thể. Và để làm sao chúng ta có thể nuôi trồng ra được những cái hộp đông trùng hạ thảo như thế này và phòng nuôi cần cái điều kiện như thế nào, thì hôm nay Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Với đông trùng hạ thảo thì tất cả những cái hộp nấm mà nó lên cao đến kịch nắp như thế này thì mới có thể đạt được cái giá trị tốt nhất cũng như là cái giá trị dinh dưỡng cao nhất và giá cả cạnh tranh nhất ở trên thị trường. Ở trong phòng nuôi đông trùng hạ thảo thì chúng tôi cần cái đầu tiên là cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ thì chúng ta đang sử dụng cái điều hòa. Và điều hòa ở đây thì chúng ta có thể bóc cái vỉ ở bên trong ra, vì trong cái quá trình nuôi được cái độ ẩm nó rất là cao. Thì khi chúng ta bóc cái vỉ ở bên trong ra thì cái điều hòa của chúng ta trong quá trình sử dụng thì nó sẽ không bị ẩm cái vỉ mà sẽ không gây hỏng. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ dùng cái đèn điện. Cái đèn điện thì chúng tôi sẽ dùng cái lượng ánh sáng như thế này, nó sẽ là cái sợi đèn LED hai mắt. Và cái cường độ ánh sáng nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 400 đến 700 lux. Và cái thứ ba nữa là cái điều kiện rất là cần cho quá trình nuôi đông trùng hạ thảo, đó chính là cái phun ẩm. Vậy làm thế nào để duy trì được cái nhiệt độ từ 90 đến 95% cho cái phòng nuôi đông trùng hạ thảo? Thì ở đây Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng thì đang dùng cái máy phun xương tạo ẩm. Nhưng mà trải qua cái quá trình dùng máy phun xương tạo ẩm rồi thì chúng tôi đã qua rất nhiều loại máy. Nhưng có lẽ là đến cái thời điểm này thì tôi đang dùng cái loại máy phun xương tạo ẩm như thế này đây ạ. Các bạn có thể nhìn. Thời gian đầu thì tôi dùng cái loại máy phun xương tạo ẩm thì nó phun ra cái dạng như là cái dạng hạt nước thôi. Nó bị đọng rất là nhiều trên sàn cũng như là đọng nhiều trên mặt. Và sau đó thì chúng tôi đã bắt đầu là tôi lại bán cái máy đấy đi. Mãi mới bán được cái máy ý đi thì tôi lại mua thêm một cái máy thứ hai. Là cái máy mà cũng có thể là phun tạo ra được cái dạng khói. Nhưng cái máy ý thì lại không tích hợp cho cái phòng nuôi đông trùng hạ thảo, mà người ta tích hợp cho cái phòng nuôi chủ yếu là nuôi yến hoặc là trồng lan thôi. Cái máy đó thì nó lại có một cái nhược điểm là nó bị cái dòng điện nó là 220V. Khi nó vào trong phòng nuôi đông trùng hạ thảo của tôi thì cái phòng nuôi đông trùng hạ thảo nó sẽ rất là ẩm. Thế nên cái dòng điện 220V ý nó lại rất nguy hiểm cho quá trình nuôi. Và cái lượng khói nó tạo ra nó không đều. Thì sau khoảng tầm 2 đến 3 cái con máy đấy rồi thì tôi mới bắt đầu là tôi tìm mua được cái con máy khác. Đó là cái con máy như mà các bạn đang nhìn ở đây đây. Thì tôi đã dùng cái này cũng được khoảng 3 năm rồi. Và hiện tại tất cả các phòng nuôi đông trùng hạ thảo của viện cũng đang sử dụng cái máy phun xương tạo ẩm như thế này. Và tôi cũng sẽ review luôn cho các bạn là nếu mà chúng ta tạo ẩm cho phòng nuôi đông trùng hạ thảo thì những cái máy phun xương tạo ẩm nó có những cái ưu điểm gì và có những cái nhược điểm gì của từng loại máy, để các bạn có thể lựa chọn được cái loại máy mà nó phù hợp nhất cho cái phòng nuôi đông trùng hạ thảo của các bạn. Đầu tiên mà khi nói đến cái máy này thì nó sẽ nói đến cái khả năng tạo ẩm, có nghĩa là tạo ra cái lượng ẩm khuếch tán đều trong cái phòng này. Nếu mà tạo ra cái lượng ẩm khuếch tán đều thì cái thứ nhất là cái vỉ của nó. Cái con máy này thì tôi mua thì nó có hai cái vỉ. Cái mỗi cái vỉ được 10 mắt và nó phun xương ra thì nó sẽ là cái dạng tạo khói. Tạo khói nó sẽ là như thế nào thì trong cái vỉ này nó sẽ là phun xương siêu âm. Khi phun xương ra thì tạo thành các hạt khói nhỏ li ti nó khuếch tán đều trong phòng. Thì khi đó thì cái nước nó sẽ không đọng ở trên mặt sàn cũng như là không đọng ở trên các hộp. Nếu mà trong cái trường hợp cũ, cái máy cũ tôi dùng ấy thì nó đọng rất nhiều nước ở trên mặt sàn cũng như là đọng rất nhiều nước ở trên các hộp và nó không khuếch tán ra đều được. Thì những cái nước đấy thì khi chúng ta đi ra đi vào hoặc là trong cái quá trình chúng ta thao tác thì có thể là sẽ bị nhiễm, sẽ bị hỏng từ cái nước ý. Và các bạn lưu ý khi mà cái máy phun xương tạo ẩm của bạn tạo khói thì các bạn nên đi một cái đường ống ở toàn bộ trong cái phòng nuôi đông trùng hạ thảo như cái thế này. Thì phun xương tạo ẩm thì có thể là khi nó tạo khói thì cái khu vực ban đầu của nó này nó sẽ nhiều cái khói hơn, nhưng mà khi ra bên cạnh kia thì nó sẽ ít cái khói hơn. Thế nên là khi, nếu mà khi chúng ta dẫn cái đường ống đến từng cái dàn, từng cái giá một, cái lượng khói nó sẽ tạo đều hơn. Và bên cạnh nó thì nó sẽ có một cái quạt, như cái quạt các bạn đang nhìn đây, là cái quạt có thể là nó khuếch tán được toàn bộ cái khói đi đều trong cái phòng qua cái đường ống. Đấy là trong cái trường hợp mà các bạn lắp đường ống. Còn nếu không lắp đường ống thì cái khói này nó sẽ tạo ra, nó sẽ cái quạt này nó sẽ tản đều ra bên ngoài, nó chỉ xung quanh cái diện tích phù hợp thôi. Ví dụ như cái máy mà 20 mắt này này thì tôi dùng trong cái phòng ít nhất là khoảng từ 3 năm đến 40 m2 tôi vẫn có thể dùng được. Ngày trước cũng cùng cái phòng này thì tôi phải dùng đến hai cái con máy phun xương. Và cái giá cả của nó thì nó cũng rơi vào khoảng tầm hơn 6 triệu rồi. Thế nên là cái máy đấy thì dùng nó cũng chưa thích hợp lắm. Mà cái dòng điện 220V khi mà tôi dùng cái con máy cũ ấy
Thì đi vào trong cái phòng này thì nó sẽ rất là dễ bị giật, vì cái phòng này nhiệt độ cũng như là độ ẩm của tôi nó rất là cao, độ ẩm rơi khoảng 90-95% cơ mà. Thế nên là cái máy đấy nó không phù hợp đối với cái phòng nuôi mà đã trải qua rất nhiều các con máy rồi. Còn song song đó thì khi mà cái quạt này nó khuếch tán đều như thế thì cái toàn bộ cái phun xương nó sẽ khuếch tán đều ở đây, và cái lượng nấm nó lên thì nó sẽ như các bạn nhìn đây. Những cái nấm nào nó đủ phun xương, đủ độ ẩm thì nó sẽ lên và phát triển đều như trên tay tôi đang cầm, cũng như là những cái sản phẩm mà Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng chúng tôi đang cung cấp ra bên ngoài. Cái thứ hai, đối với cái quạt này thì nó đang dùng cái dòng điện là 48V. Thế nên là khi cái quạt này nó chạy thì toàn bộ cái máy này khi mà mình chạy thì mình cảm thấy nó rất là êm, nó không bị ồn như những cái máy trước. Những cái máy trước nó khá là ồn, khi vào trong phòng lúc nào các bạn nghe thấy tiếng. Và ưu điểm của cái này thì nó sẽ êm, nó chạy nó sẽ êm hơn và nó giảm tiếng ồn hơn những cái loại máy khác mà mình đã dùng. Tiếp theo đến cái phần thứ ba nữa là mình có một cái, mình thấy là cái máy này nó có một cái bộ đổi nguồn. Có nghĩa là trong cái dòng điện ở đây đang sử dụng thì chỉ là dòng điện 48V thôi. Trong khi các máy khác mình đang mua cái máy ý là cái máy mà mình đã dùng rồi ấy, trong khi các máy mà mình đã dùng rồi thì nó đang dùng cái nguồn điện là nguồn điện 220V. Khi mà cái dòng điện 220V nó vào trong cái phòng nuôi mà cái nhiệt độ cũng như là cái độ ẩm cao như thế này, nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái nguy hiểm tính mạng của con người khi chúng ta vào đây. Không may có trường hợp chập điện hoặc là xảy ra cái trường hợp hở điện một cái thì nó liên quan trực tiếp đến quá trình chúng ta thao tác ở trong này và nguy hiểm luôn đến cái tính mạng của chúng ta trong này. Thế nên là khi cái bộ đổi cái dòng điện nó là bộ đổi từ 220V sang 48V thì nó sẽ rất an toàn cho người dùng. Và mình cũng thấy là trong cái bộ đổi và cái dòng điện đấy thì nó được cấu tạo, nó có cả cái vỏ bọc của nó bằng nhôm. Thế nên là cái ý là nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ bền bỉ hơn các loại khác. Cái phần mà chúng ta hay phải thay nhất ở trong cái phần này thì chắc là cũng chỉ là cái vỉ này thôi. Bởi vì cái vỉ này nó liên quan trực tiếp đến cái nguồn nước của các bạn. Các bạn dùng cái nguồn nước sạch thì cái vỉ nó sẽ đâu bị thay. Còn nếu dùng cái nguồn nước mà nó nhiều canxi, nhiều đá vôi rồi nhiều các loại kim loại nặng ấy thì cái vỉ của các bạn nó hay bị đóng ở trên lớp vỉ ở trên này này, thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì cái nguồn nước của chúng ta vào thì chúng ta phải kiểm soát được. Thì khi đó thì cái máy này của các bạn có bền hay không thì nó lại phụ thuộc nhiều vào cái nguồn nước của chúng ta nhé. Và tiếp theo nữa thì tôi thấy ở đây nó là có một cái phao. Thì những cái máy trước tôi dùng ấy thì nó không có phao ngắt nước. Những cái phao đấy thì nó lại, những cái đấy thì hầu hết thời gian đầu là tôi phải đổ bằng tay. Nếu mà đổ bằng tay thì nó sẽ mất thời gian. Tiếp theo đó thì tôi đã mua được cái con máy khác, nó cũng đi được cái đường nước tự động đấy. Nhưng mà cái phao của nó thì nó không hoàn toàn nó ngắt được. Thế nên là hay bị xảy ra cái tình trạng tràn nước hoặc là nó bị ngập nước ở trong cái sàn này. Cũng như là cái lượng nước nó không đều, lúc nó phun được, lúc nó không phun được. Thế nên nó bị ảnh hưởng rất là lớn. Như cái này thì tôi dùng đã khoảng tầm hơn 3 năm rồi. Thế cái phao nó khả năng nó ngắt nước khá là tốt. Thế nên là trong toàn bộ quá trình sử dụng thì tôi chưa thấy một cái gì mà nó bị ảnh hưởng tới phao này cả. Chưa gặp hiện tượng tràn nước, chưa gặp bị úng, bị hỏng bao giờ khi mà mình dùng cái con máy này. Cái điểm thứ 5 nữa là mình nhìn có lẽ nó là cái ưu điểm lớn nhất của cái máy này. Đó chính là cái thùng nó chứa nước này nó trong. Cái thùng này thì nó chứa được khoảng tầm 30 lít nước. Nhưng nó có một cái đặc điểm là nó trong như thế này. Ngày trước thì có thể mà mua những cái thùng cũ ấy, nó đều là cái nhựa đục hoặc là nó bằng cái inox hay là gì đấy thì tôi cũng không rõ lắm vì nó đục. Thế nên là khi đục thì cái nguồn nước của tôi vào thì tôi cũng không xác định được cái mực nước nó là bao nhiêu. Và nước vào trong đấy thì cái quá trình mình sử dụng thì nước nó có xảy ra sự cố kỹ thuật gì không, nó có bị bẩn không thì tôi không phân biệt được. Nhưng mà khi mà tôi dùng cái máy này một thời gian thì tôi thấy cái này nó cũng khá là có ưu điểm. Cái nào, cái thùng chứa nước, cái thể tích nó khá là lớn, thì nó dự trữ được cái lượng nước là khoảng tầm hơn 30 lít. Hơn 30 lít đấy thì trong quá trình mà nếu cái đường nước cấp của chúng ta có vấn đề gì xảy ra thì nó vẫn có thể duy trì được cái nguồn nước cũng như là cái phun xương cho cái phòng nuôi đông trùng hạ thảo. Cái tiếp theo nó là khi mà cái thùng trong thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái lượng nước ở bên trong này này, nó đang ở mức vạch là bao nhiêu, nó cấp thấp hay là nó cao hay nó như thế nào đấy, và có cái sự cố gì ở bên trong này xảy ra hay không. Và cái quan trọng nhất là cái nguồn nước của chúng ta có gặp vấn đề gì hay không, ví dụ như nước có bị bẩn hay không hoặc là nước có xảy ra vấn đề gì hay không thì chúng ta nhìn một cái này chúng ta thấy luôn. Đấy là những cái ưu điểm mà tôi thấy ở cái máy này. Khi mà tôi dùng một thời gian thì tôi cũng có hệ thống cấp nước tự động ở bên này. Khi tôi cấp nước tự động ở bên này thì toàn bộ những cái gì ở bên trong và cái toàn bộ quá trình hoạt động của cái máy này thì tôi đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà song song đó thì các bạn nên dùng cái đường ống để các bạn dẫn cái phun xương này ra cho toàn bộ cái phòng đông trùng hạ thảo. Còn nếu mà không dùng cái đường ống thì khi các bạn để hở như thế này, bất kỳ một cái bẩn hoặc cái nhiễm nào nó rơi vào trong cái máy phun xương này của các bạn ấy thì các bạn phun ra trong một thời gian cái độ ẩm này nó rất là cao, nó sẽ tạo điều kiện cho các loại nấm mốc phát triển nếu mà nó rơi vào trong cái thùng này, và nó sẽ bay ra toàn bộ cái phòng này, nó phun xương ra toàn bộ cái phòng này. Cái hậu quả về kinh tế của các bạn nó sẽ rất là lớn khi mà các bạn sử dụng. Với những cái mà tôi vừa chia sẻ thì cái máy này nó vận hành nó cũng khá là dễ. Cái nguồn điện và các thứ là đã tích hợp hết rồi, cái đường nước cũng đã được tích hợp rồi này.
cái nguồn điện cũng đã được tích hợp rồi, thì khi đấy các bạn có thể tích hợp cái này, cái máy này với lại cùng một cái bộ hẹn giờ để chúng ta có thể hẹn giờ là điều chỉnh cái độ phun sương của máy như thế nào cho nó phù hợp. Và đối với những cái con máy như thế này thì viện cũng đã dùng trong cái khoảng thời gian là khoảng 3 năm rồi. Và với cái thời gian cái khoảng 3 năm như thế thì tính ra cái chi phí của mỗi một năm, cái máy này thì nếu mà cái máy 2 vỉ ấy, tôi mua nó khoảng tầm ngoài 6 triệu một chút. Còn cái máy 1 vỉ cho cái phòng nhỏ hơn là khoảng từ 15 đến 20 mét ấy, nó chỉ rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi, 4 triệu chẳng hạn. Đấy thì tầm ý thì mỗi ngày tính ra chi phí của chúng ta nếu khấu hao trong vòng 1 năm thì nó chưa đến 2.000 một ngày. Nó sẽ là một cái chi phí rất thấp cho toàn bộ cái quá trình đầu tư một cái phòng đông trùng hạ thảo như thế này. Nó hết khoảng tầm hơn trăm triệu, vài trăm triệu một cái phòng nuôi như này. Mà lựa chọn cái thiết bị nào nó phù hợp đối với lại cái quá trình nuôi trồng thì nó đang rất là quan trọng. Và đối với cái máy phun sương tạo ẩm mà khi các bạn sử dụng cho phòng nuôi của mình ý, thì cái đầu tiên nó phải là về cái an toàn, cái thứ hai nó là cái về cái năng suất, cái thứ ba nữa là các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm được điện khi mà dùng cái máy phun sương nó có nguồn điện đổi chiều như thế này, cái thứ tư nữa là cái tốc độ phun sương, và cái thứ năm nữa là cái tốc độ mà nó tản đều ra đến bên ngoài nó như thế nào cho nó phù hợp. Thì trên đây là những cái chia sẻ về cái khó khăn cũng như là những cái thuận lợi mà trong toàn bộ cái quá trình nuôi trồng của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng chúng tôi đã gặp những cái khó khăn gì khi chúng tôi lựa chọn những thiết bị ban đầu, chúng tôi đã lựa chọn được những thiết bị nào phù hợp với lại cái phòng nuôi đông trùng hạ thảo, thì viện đã vừa chia sẻ với các bạn xong. Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng vừa chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể lựa chọn được những cái sản phẩm phun sương tạo ẩm cho phòng đông trùng hạ thảo đạt năng suất cao nhất. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline 0962 567 869 thì các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng sẽ gọi điện lại và tư vấn trực tiếp cho các bạn, hoặc là các bạn có thể để lại số điện thoại ở dưới comment ở bên dưới. Và để theo dõi thêm các video của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng thì mời các bạn ấn theo dõi kênh để chúng ta có thể theo dõi nhiều hơn các video chia sẻ về quá trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng. Chúc các bạn nuôi trồng đông trùng hạ thảo thành công và đạt năng suất cao nhất.